Cảm ơn em nhé. Chỉ ghi mỗi là nhóm thiết kế Gia Khiêm nhỉ? Sao không có tên kiến trúc sư nào thế này? Dạ anh Lâm mời chúng em đến đây ạ. Chào em. Em chào anh. Anh Đại à? Chào em. Lâm này, tôi đã nói với cậu là anh Khiêm đi công tác nước ngoài chưa về cơ mà. Ừ nhờ, em nhớ nhầm đấy. Cậu tắc trách quá đấy. Lần sau những việc nào cậu không rõ thì cậu thôi đi. Với cả cái dự án này cậu cũng đâu có phụ trách. Em chỉ hỗ trợ như ý thôi, cho nên là không nắm rõ lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta đợi hay là phỏng vấn tiếp ạ? Chiều mai thì chúng em lại có lịch họp báo mất rồi. Phỏng vấn tiếp chứ. Em chào mọi người ạ. Dương à, em mang hồ sơ hoàn thiện sang đây. Dạ vâng ạ. Hay thế này đi, tác phẩm này là của một nhóm thiết kế. Dương cũng là đồng tác giả của thiết kế này. Em có thể phỏng vấn Dương vài câu để lấy thêm tư liệu cho bài viết. Còn những câu hỏi chính thì chờ anh Khiêm về trả lời sau cũng được. Dạ. Tôi sợ là không ổn đâu. Có gì đâu mà không ổn. Anh Đại cũng trả lời vài câu đi cho bài viết thêm hoàn chỉnh. Sau đấy thì em gửi bài viết cho anh Khiêm duyệt. Anh Khiêm là người quyết định cuối cùng mà. Đúng không anh Đại? Cũng được. Thôi, mời mọi người. Vào đi em. Vâng ạ. Anh chị cứ nói chuyện thoải mái nhé. Em sẽ từ cuộc nói chuyện của anh chị để lọc ra thông tin. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Hồ sơ đã được chuẩn bị và trong ngày hôm nay sẽ được gửi đi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một công trình để đời. Ngoài việc có một bản thiết kế đẹp ra, chúng ta phải xem xét triển khai thế nào đã. Nhất là việc giám sát thi công. Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ khiến cho công trình này trở nên vĩ đại hơn. Làm việc với một kiến trúc sư đại tài thì chúng ta cũng phải cố gắng để sao cho trở thành người không tầm thường chứ. Tôi cũng giống như anh Đại đây, rất hâm mộ ý tưởng thiết kế của nhóm sáng tạo Gia Khiêm. Thực tế là chúng ta vẫn có thể hoàn thiện dự án này cùng với nhau. Một công trình kiến trúc trên giấy sẽ là của kiến trúc sư, còn thực tiễn thế nào thì chắc chắn là chúng tôi vẫn phải nhờ vào đội ngũ kỹ sư xây dựng. Không biết là khởi nguồn của ý tưởng này là từ đâu. Tôi có nghe nói là nó xuất phát từ một chuyến đi Hà Giang của cô Dương. Câu chuyện về chợ tình Khâu Vai. Cô Dương có thể nói rõ hơn về cấu trúc ba phần của thiết kế này được không? Vâng ạ. Thực ra là có 4 phần và cấu trúc của nó được phát triển dựa trên hướng của một câu chuyện tình: gặp gỡ, yêu đương, chia xa và gặp lại. Và không gian mở cuối cùng có thể nói là sự lựa chọn hay hướng về tương lai. Chúng tôi cũng dựa trên hình thức của một chiếc đèn lồng để tạo bối cảnh. Và bản thiết kế này được dựa trên tinh thần của một vòng tuần hoàn. Điểm bắt đầu sẽ gặp gỡ với điểm kết thúc ạ.